Cao nguyên Hoàng Thổ là dải đất rộng lớn trải dài từ thượng nguồn đến vùng trung lưu của sông Hoàng Hà. Đặc điểm của đất ở đây là có màu vàng như cát và rất dễ bị xói mòn bởi gió và nước. Cao nguyên khô cằn có dòng sông dài thứ hai châu Á chảy qua này, có những ngôi làng xinh đẹp thanh bình. Đến nay người dân nơi đây vẫn bảo tồn được những nét đẹp văn hóa, những giá trị truyền thống lâu đời đã có từ hàng trăm năm trước. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến cao nguyên Hoàng Thổ nằm về phía Bắc Trung Quốc để tìm hiểu những giá trị văn hóa và cuộc sống của người dân nơi đây. Tháng 10 hàng năm là thời gian làng Nam Trường Thang thuộc thành phố Trung Vệ, khu tự trị dân tộc Hội Ninh Hạ bước vào vụ mùa thu hoạch. Đây là ngôi làng nằm trong thung lũng sông Hoàng Hà với thời tiết khô hạn quanh năm. Mặc dù vậy, vùng đất khô cằn ít mưa này lại thích hợp cho cây táo đỏ phát triển. Táo đỏ Nam Trường Thang đặc biệt thơm ngon nên được bán đến nhiều nơi trên khắp cả nước. Đây là loại cây trồng chủ yếu của gia đình ông Thác Thủ Hồng cũng như các hộ dân khác ở làng này. Làng Nam Trường Thang có hơn 1.000 hộ dân, phần lớn người dân nơi đây đều mang họ Thác. Tương truyền xưa kia khi thành các tư hãn xu quân chinh phạt nước Tây Hạ, một nhóm người Tây Hạ vì tránh loạn lạc nên đã ngược dòng sông Hoàng Hà tìm đến vùng đầu nguồn này sinh sống. Cuối cùng họ đã định cư tại làng Nam Trường Thang. Thung lũng sông Hoàng Hà là vùng đất cây cối thưa thớt. Các hộ dân nơi đây thường mưu sinh bằng nghề chăn nuôi dê cừu và đánh bắt cá. Họ đã tận dụng da của dê cừu làm phao kết thành bè dùng di chuyển trên sông. Do chiếc bè này được làm đã khá lâu nên những cái phao da dê bị hư hỏng và vô nước. Ông Thác Thủ Hồng cần phải thay những cái phao hư. Sáng hôm sau, ông Thác cùng con trai đi ra trung tâm huyện để mua vật liệu về sửa chữa chiếc bè. Trên đường đi, hai cha con ông Thác phải lên phà để qua sông Hoàng Hà. Sau đó họ còn phải đi hơn 10 cây số nữa mới đến nơi. Đối với người dân dùng thung lũng sông Hoàng Hà, việc đóng bè da dê được ví như một bộ môn nghệ thuật. Người ta sẽ cho dầu mè và nước muối vào trong phao, rồi cột chặt các lỗ lại. Họ chừa một lỗ để thổi không khí vào cho cái phao căng lên, rồi cột chặt cái lỗ cuối cùng lại. Sau đó người ta lắc mạnh phao cho dầu mè và nước muối thấm đều khắp mặt trong của da dê. Sau một lúc lắc mạnh những cái phao da dê, ông Thác Thủ Hồng mang chúng cột vào bè thay cho số phao đã hư. Có hai cái phao bị hư trong số 12 cái của bè, nên ông chỉ cần thay hai cái mới là xong. Đây là lần đầu tiên chiếc bè của ông Thác Thủ Hồng được tu sửa. Hôm nay, ông Hồng có hẹn với ông Năm, một người bạn cùng làng, ra sông thả lưới. Đoạn sông Hoàng Hà chảy qua thung lũng này có nước chảy khá xiết và mực nước sâu cùng những tảng đá ngầm bên dưới. Do vậy, những chiếc bè bằng gỗ hay tre truyền thống không thích hợp di chuyển ở đây. Bè da dê là phương tiện di chuyển trên sông thích hợp nhất vì rất an toàn, nhờ lực nổi nhiều, không nằm sâu trong nước. Mấy hôm trước, họ cũng từng ra đây thả lưới, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Những năm gần đây, cá ở sông Hoàng Hà càng ngày càng ít. Hôm nay, hai người quyết định tiến về phía thượng nguồn để thả lưới tìm vận may. Đoạn sông qua khu vực làng Nam Trường Thang cạn và chảy chậm hơn so với ở vùng thượng nguồn. Ôi,
Trong lưới có dính vài con cá. Số cá trong mẹ lưới chỉ là 3 con. Bè da dê là một loại phương tiện di chuyển trên sông cổ xưa. Tuy ngày nay ít được sử dụng ở những nơi khác, nhưng chúng vẫn còn xuất hiện ở vùng thung lũng sông Hoàng Hà. Không ít người dân nơi đây vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho bè da dê vì nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của họ. Những lúc rảnh rỗi, ông Thác Thủ Hồng thường chèo bè da dê trên sông Hoàng Hà như một thú tiêu khiển. Thác Hồ Khẩu thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây là ngọn thác lớn nhất trên sông Hoàng Hà và cũng là ngọn thác màu vàng lớn nhất thế giới. Vào mùa nước lũ, thác sẽ mang màu vàng đậm của phù sa. Sông Hoàng Hà vốn rộng trung bình khoảng 300 mét. Tuy nhiên, đến đoạn này, dòng sông bỗng thu hẹp lại còn khoảng 50 mét rồi đổ xuống vực hình thành nên ngọn thác kỳ dĩ. Vẻ đẹp của thác Hồ Khẩu đã thu hút một lượng lớn du khách trong nước lẫn quốc tế đến đây tham quan hàng năm. Nhiều thế hệ qua, gia đình ông Trương Sử Toàn sống trong ngôi nhà đào vào trong vách núi trên cao nguyên Quảng Thổ, nằm rất gần thác Hồ Khẩu. 70 năm nay, ông Toàn đã quen với cuộc sống nơi đây, nhất là ngôi nhà trong vách núi, kiểu nhà đặc trưng của vùng cao nguyên Quảng Thổ. Mùa hè là mùa du khách đến tham quan thác Hồ Khẩu đông nhất. Vì vậy, cứ đến mùa hè, ông lại trang trí cho con lừa những phụ kiện rực rỡ để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách. Bình thường, ông Toàn trải qua những ngày tháng rất bình dị, đơn điệu. Chỉ khi mùa du lịch đến, ông mới thấy cuộc sống trở nên vui tươi, rộn ràng. Dưới chân núi, cháu của ông Trương Sử Toàn là anh Trương Thụy Vinh đứng đợi đã lâu. Sau khi gặp nhau, hai người cùng dắt lừa đến khu thắng cảnh thác Hồ Khẩu. Tùy thời tiết mỗi năm mà lượng du khách đến thác Hồ Khẩu có sự thay đổi. So với những năm trước, năm nay hai ông cháu họ trang trí cho những con lừa nổi bật hơn rất nhiều. Họ hy vọng làm như thế sẽ thu hút du khách đến chụp ảnh lưu niệm với lừa được nhiều hơn. Đây là công việc mang về nguồn thu nhập cao nhất trong năm đối với gia đình ông Toàn cũng như nhiều người dân địa phương khác. Không những thế, anh Trương Thụy Vinh đôi khi còn ca hát để thu hút du khách. Ông Diêu Kiến Bình, 52 tuổi, là thầy giáo tại một trường tiểu học ở Hương Quả Thạch Trại. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chủ yếu của ông không phải từ việc dạy học, mà là từ các mảnh vườn của gia đình. Loại nông sản mà gia đình ông hay trồng là khoai tây. Tháng 10 hàng năm là thời gian người dân ở Hương Quả Thạch Trại bước vào vụ mùa thu hoạch khoai tây với quy mô lớn nhất trong năm. Mỗi ngày, ông Bình đều dành một ít thời gian ra đồng, kiểm tra độ phát triển của củ khoai tây, xem chúng đến thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch hay chưa. Thủ đô
Khoai tây là nguồn thức ăn chủ yếu của người dân nơi đây. Hấp là cách chế biến thức ăn đơn giản và thường thấy nhất trong các hộ gia đình ở Hương Quả Thạch Trại. Tuy nhiên, họ thỉnh thoảng vẫn làm ra nhiều món ăn thơm ngon mới từ loại sản vật địa phương quen thuộc này. Bột mì sau khi nhào sẽ được cán ra thành từng miếng mỏng. Cho khoai tây cắt sợi đã tẩm ướp vào trong miếng bột, gói lại rồi đem rán trong dầu mè. Bánh rán nhân khoai tây là loại bánh không thể thiếu trong các hộ gia đình ở Hương Quả Thạch Trại vào những ngày đầu của vụ thu hoạch loại nông sản này. Thu hoạch khoai tây là công việc đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm lẫn tính nhẫn nại ở người nông dân. Điều quan trọng nhất trong quá trình đào khoai tây là không để bàn cào đâm trúng vào củ khoai. Thời gian thu hoạch khoai tây diễn ra khá nhanh. Với sự giúp sức của đứa cháu, vợ chồng ông Bình mất khoảng 3 tuần lễ để thu hoạch hết 15 hectare đồng khoai. Quả Thạch Trại là khu dân cư của dân tộc Hồi. Người Hồi ở đây chiếm khoảng 90% dân số. Vào những khoảng thời gian cố định, ông Diêu Kiến Bình đều đến nhà thờ ở làng để cầu nguyện. Dù vào vụ mùa thu hoạch bận rộn, nhưng ông vẫn duy trì thói quen này. Khoai tây sau khi thu hoạch xong sẽ được phân loại theo kích thước to nhỏ. Tiếp đến, khoai được đưa lên xe để chuyển đến bán cho hợp tác xã ở cách đây khoảng 5 cây số. Mùa thu hoạch khoai tây là thời gian mà người nông dân ở Quả Thạch Trại vui vẻ, phấn khởi nhất trong năm. Sau những ngày tháng làm việc vất vả, đến nay họ bắt đầu gặt hái thành quả lao động. Hôm nay là ngày đầu tiên trong vụ mùa thu hoạch năm nay. Do vậy, ông Bình cảm thấy có chút hồi hộp khi giao khoai đến hợp tác xã. Khoai tây do ông Diêu Kiến Bình trồng được đánh giá cao nên giá mua cũng ở mức cao nhất. Phần lớn khoai của ông đều là loại 1. Nhờ vậy số tiền ông thu được cũng nhiều hơn ông nghĩ. Hôm nay quả là một ngày may mắn và hạnh phúc đối với vợ chồng ông Bình. Mùa thu qua đi để nhường chỗ cho mùa đông giá rét đến. Là người sinh ra và lớn lên ở làng Ngụy Tháp, tỉnh Thiểm Tây, ông Tưởng Minh Phong am tường mọi ngõ ngách trong ngôi làng nhỏ xinh này. Sáng nay, ông ra đầu làng đón một đoàn khách từ phương xa đến. Làng Ngụy Tháp với ba mặt giáp núi nên chỉ có một con đường thông thương với bên ngoài. Ngày nay, ngôi làng vẫn giữ được vẻ mộc mạc đặc trưng của vùng cao nguyên Quảng Thổ, nhất là những ngôi nhà trong hang động. Chính vẻ đẹp này đã thu hút rất nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ đến tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Hàng năm, làng Ngụy Tháp đều đón một lượng lớn sinh viên mỹ thuật đến đây thực tập vẽ tranh. Ngoài ra, vẻ đẹp
chốn làng quê nơi đây còn hấp dẫn nhiều nhà nhiếp ảnh. Thấy nơi mình có tiềm năng du lịch, ông Tưởng Minh Phong đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn, tu sửa lại ngôi nhà trong hang của mình để làm nơi nghỉ trọ cho du khách. Ông đặt tên khu nhà nghỉ của mình là ngôi nhà nghệ thuật Quỷ Tháp. Căn phòng thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên chúng cháu được ở tại căn phòng trong hang đất như thế này. Chú Tưởng, đây là gì thế? Là bếp dùng để nấu ăn. Chào cô, đây là chăn mền của các cháu. Cảm ơn cô. Loại nông sản chủ yếu mà gia đình ông Tưởng Minh Phong trồng là bắp. Mỗi kg bắp, ông bán được 1 nhân dân tệ. Không chỉ phục vụ chỗ nghỉ ngơi, ông bà Tưởng còn chuẩn bị 3 bữa ăn trong ngày cho khách. Để thức ăn đa dạng và tươi ngon, ông bà luôn chọn mua những loại nông sản tươi từ các hộ trong làng. Trời vừa sáng, vợ chồng ông Tưởng cùng một số người khác trong làng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù nguyên liệu chế biến thức ăn ở vùng núi này không nhiều, nhưng với sự khéo léo của mọi người, những bữa ăn ngon bổ luôn sẵn sàng để phục vụ thực khách. Mức phí ăn ở mỗi ngày tại ngôi nhà nghệ thuật Ngụy Tháp của ông Tưởng đối với một sinh viên chỉ là 50 nhân dân tệ. Ở đây các em được phục vụ 3 bữa ăn trong ngày với những món ngon địa phương hấp dẫn, ngon lạ. Các bữa ăn ở nhà ông Tưởng luôn diễn ra trong bầu không khí vui tươi, ấm cúng, thân tình. Ngoài việc sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho khách, ông Tưởng Minh Phong còn hướng dẫn khách đi tham quan hay tìm địa điểm thích hợp để vẽ tranh, tìm người làm mẫu cho các sinh viên. Hôm nay, ông Tưởng giúp nhóm sinh viên này tìm một nông dân làm mẫu. Ông đưa các em đến nhà một người quen trong làng. Chú có thể đội một cái khăn trắng lên đầu để làm mẫu cho chúng cháu vẽ không ạ? Là loại khăn đặc trưng của vùng phía Bắc tỉnh Thiểm Tây đấy. Chú đội cái khăn này trông rất đẹp. Đây là cái khăn mà vào những năm 1960 cánh đàn ông nơi đây hay đội. Người dân chúng tôi gọi đây là khăn da dê Thiểm Bắc. Ngoài ra chúng tôi còn có loại khăn được làm bằng lông cừu. Loại khăn này giữ ấm rất tốt. Nó giúp giữ ấm đầu và cả đôi tay chúng ta khi tiết trời vào đông. Do thấy các bạn trẻ vẽ tranh quá thú vị nên ông Tưởng Minh Phong cũng thử sức với hoạt động nghệ thuật này. Ông nhờ các em hướng dẫn những nét vẽ cơ bản. Sự tham gia của ông Tưởng làm cho buổi học ngoại khóa của các em thêm phần vui tươi. Không chỉ hôm nay mà trong nhiều buổi thực tập của các nhóm sinh viên khác cũng vậy. Ông Tưởng cũng tham gia vẽ tranh như thế. Đến nay ông đã vẽ được mấy chục bức tranh sơn dầu. Buổi thực tập kết thúc, các sinh viên ra về. Ông Tưởng Minh Phong trở lại với cuộc sống nhà nông bình dị ở làng Ngụy Tháp. Điều ông mong muốn nhất là ngôi làng của mình mãi luôn thanh bình, xinh đẹp và giữ được vẻ bình dị, nhất là sự duy trì của những ngôi nhà trong hang đất như hàng bao năm qua. Chương trình Nhìn Ra Thế Giới hôm nay đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn đến với những điểm tham quan thú vị khác vào khung giờ phát sóng quen thuộc này tuần sau. Mến chào tạm biệt.